Nāpekino sappadukkhaṃ pahāya yera yera gat ratta nupatam tiso tang sat yang katang makata ko va chalang e tang pichet to na vacchanti thira Annapekkino sappadukkhaṃ pahāya. Nhà thư con thử kệ nha. Sa thứ kính cảm ơn Sithina. Dạ, cô vẫn khỏe nhưng mà lúc này chùa mất hết một tay nấu nướng nên cô phải lo, nên cô chắc nấu xong rung hết không có vào rung được. Dạ, chứ Nhật Bình giờ nói chuyện cô vẫn khỏe anh chị. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Dạ, con xin được kể trả bài câu pháp của kinh 347. Nguyện tịnh hạ tâm pháp gì, có ai đưa tay thì đưa tay lên nha, chứ không là Nhật Quỳnh khóa sổ nha. Về ra ga ra tăng đức bát tam tỳ sở tăng xà văn các tăng ma các các tắc cơ quá trà lăng ê tăng đi chết ta na quá chan tỳ thị ra anh nạp phạt khi nợ sắp ba đút khăn ma ha chá. Về ra ga ra ta nư bát tam tỳ sở tăng xà văn các tăng mạch các tắc cơ quá trà lăng ê tăng vi chất ta na quá chan tỳ thị ra anh nạp phật khi nơ sắc bà đuột khang bà ha giác. Người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt đứt nó, bỏ mọi công bỏ mọi khổ không màng. Dạ, đây là bản kiểu ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ. Nguyên Tịnh ơi, Tâm Pháp ơi, có đưa tay không thì đưa tay nha. Nhật Quỳnh không kệ, để cho Tâm Pháp hoặc là Nguyên Tịnh trả bài. Dạ, vậy là không có thấy tín hiệu rồi, không lên được rồi, cứ ngồi đã đi. Dạ, bây giờ thì con xin phép được kể à. Về ra gata nụ bát tan ti sơ tăng xa văn ca tăng ma xa văn ca tăng ma cà ta cơ quá cha lăng ai tăng bi chất to nạp quá chanh ti thị ra Anap ba khi nơ sập ba đút khăn ba ha văn về ra ga rát ta nực ba tan ti số tăng xa văn ca tăng mát cà ta cơ quá cha lăng ai tăng bi chất to nạp quá chanh ti thị ra Anap phát ni khi nơ sập ba đốt khăn ba hà giang. Những ai tham ái đắm say sẽ rơi trở lại đây hoay giữa dòng nhện văng lưới tự sa trầm, người trí cắt đứt rộng không khước từ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn tràng. Và Nhật Bình thấy cái nick Trúc Ngân này vô đạo tràng cũng lâu rồi, nếu Trúc Ngân có cầm mic ra tài được thì Nhật Bình kính mời bằng tay ạ. À.
Dạ, con thành kính tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, không thấy bàn tay vị nào nữa mà con đã thấy thấy đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Nên con xin phép sư cho con được thỉnh pháp sư sớm chút xíu. Dạ, chắc cũng không sớm đâu, chắc cũng vừa. Dạ, con tri ân sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Thích Tina, Xích Sương Mai, Xích An Nhiên, Vinh Quách Thanh Á, Xích Tần Đạo, Xích Tràng Đông đã hoan hỷ nên ông bài. Bây giờ thì đến giờ đạo tràng chúng ta học bài mới là câu pháp cú kinh số 348. Dạ, cảm ơn Vinh Quách Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhasa. Ramma cha lo ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tan cha li an thi qua răng a ya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na dành cha ca dân su tan cha băng thân a phi thâm ma chăm măng a cô ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay dê bà đi xa dạ mạch chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba coi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là Nhôm Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pha ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 348. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Minh Trinh Sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Kha Giá. Dạ, kính đảnh lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề ngày thứ 6. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Rạng Đông.
Trước tiên đi vào bài học hôm nay thì tình đại xin kính thỉnh Chư Tăng và toàn thể quý vị chúng ta hướng về Tam Bảo xin đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā Buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadeyami Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savakasangho Sanghaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề sẽ học bài mới là câu kệ ngôn Pháp Cú số 348 trên tổng số 423 câu. 348 trong phẩm Tân Hà Phẩm Tham Ái. Câu pháp cú số 348 có nội dung như sau. Munca pure munca pacato macce munca phavassa pagaru sapatha vimuta manaso na punang jati charang upehi si. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bản dịch văn xuôi: con hãy buông bỏ phía trước vị lai, hãy buông bỏ phía sau là quá khứ, hãy buông bỏ phần giữa là hiện tại, là người đã đi đến bờ kia của hiện hữu với tâm đã được giải thoát về mọi phương diện. Con sẽ không đi sự sanh và sự già nữa. Bản dịch văn xuôi của Ngài Indrachana Chánh Thân. Nam Mô Buddhaya. Trước tiên thì chúng ta cũng như thông lệ sẽ điểm sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này 348. Dạ. Đầu tiên đó là câu đầu tiên: Munca pure munca pacato. Munca pure, chữ munca ở đây có nghĩa là hãy buông bỏ. Hãy buông bỏ. Từ munca trong bài kệ này xuất hiện rất là nhiều. Chúng ta cố gắng nhớ cái từ vựng này khi mà chúng ta học. Munca có nghĩa là buông. Hãy buông bỏ. Pure, pure có nghĩa đen, đó là ở phía trước. Ở phía trước. Và cái nghĩa ẩn ở đây đó là ám chỉ cho cái thời vị lai. Và chúng ta gặp lại từ munca pacato. Munca chúng ta vừa học xong là hãy buông bỏ. Chữ pacato nghĩa đen đó là ở phía sau. Trạng từ chỉ ở phía sau. Và nghĩa ẩn ở đây đó là thời quá khứ. Munca pure munca pacato. Câu thứ hai: macce munca phavassa pagaru. Macce munca, macce ở đây có nghĩa là ở phần giữa. Phần giữa. Chúng ta gặp cái từ này quen thuộc ở trong năm bộ Nikaya, từ <cười)>
Macchanikaya. Từ Macche đó là phần giữa, ám chỉ cho cái thời hiện tại. Pavasa Pagaru. Pavasa Pagaru. Pavasa có nghĩa là của sự hiện hữu hay là của kiếp sống. Của sự hiện hữu hoặc là của kiếp sống. Pagaru. Pagaru. Được kết hợp bởi hai từ đó là chữ para cộng với lại từ gu. Para có nghĩa là khác, chữ gu bắt nguồn từ căn cấm là đã đi đến. Para cộng gu, para là khác, gu là đã đi đến. Ở đây Pagaru có nghĩa chung đó là đến bờ kia. Đến bờ kia. Câu thứ ba, Sapattha Vimutta Manaso. Sapattha Vimutta Manaso. Sapattha có nghĩa là mọi phương diện. Mọi phương diện. Vimutta Manaso được kết hợp với hai từ là Vimutta cộng với từ Manasa. Manasa có nghĩa là sự giải thoát, Manasa có nghĩa là tâm. Và hai từ này ghép lại với một ý nghĩa là với tâm đã được giải thoát. Với tâm đã được giải thoát. Sapattha Vimutta Manaso. Câu cuối cùng, Na Bút Năng Cha Tí Cha Răng U Bê Hi Sĩ. Na Bút Năng Cha Tí Cha Răng U Bê Hi Sĩ. Ná ở đây có nghĩa là không. Bút có nghĩa là lần nữa, lại nữa. Trong cái từ phú năng ở đây có cái từ, cái câu Phật ngôn khi mà Đức Phật Bồ Tát mới thành đạo đó. Có câu Ane kacha thi sang sa rang santa vi sang ane pi sang kahaka rang ga ve santo cha ti bu na pu năng á. Từ bu na pu năng là lại nữa đó. Không có sanh lại nữa, lại nữa. Cha ti cha rang. Cha ti cha rang là kết hợp với hai từ cha ti cộng với chữ cha ra. Cha ra đó là sanh và già. Cha tí cha răng sanh và già. Upe hi xí. Upe hi xí có nghĩa là đã đi đến. Đã đi đến. Như vậy là chúng ta đã sơ được qua đề ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 348. Một lần nữa, câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 348 như sau. Mun cha bu re mun cha bát cha tô mát che mun cha pha va sa ba ga ru sa pa tha vi mu ta ma na so na bu năng cha ti cha răng u pe hi si. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Hoặc là bản phổ thơ của
Ngài giới đức: quá khứ, hiện tại, vị lai, thảy trôi đi hết xa ngoài dặm không, bỏ thế tình thoát qua sông, sao lặng hụp mãi giữa dòng tử sinh. Trôi đi, dĩ vãng trôi đi, tương lai cũng vậy, chẳng gì trôi luôn. Hiện tại theo nước chảy xuông, chẳng gì chứa giữa vui buồn thoảng xa. Ôi nhân sinh kiếp người ta, phủi chân tất cả bước qua cõi này, sao đành sanh tử vướng vậy. Bờ kia giải thoát nước mây thanh bình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà kính lễ Thượng tọa Minh Hạnh và Đại Đức Pháp Tính mới được mới vào trong diễn đàn. Dạ, đấy là phần sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 348, và tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự. Do đâu mà Đức Phật Ngài nổi lên câu Kệ Ngôn Pháp Cú này? Thoạt đầu chúng ta đọc câu Kệ Ngôn này thì chúng ta cũng phần nào hiểu ý nghĩa mà Đức Phật Ngài muốn ám chỉ. Nhưng để rõ hơn thì chúng ta phải tìm hiểu về cái nguyên nhân xuất xứ cũng như là nhân vật chính trong câu chuyện, và cái nhân vật này có những cái việc làm, cái hành động, có những cái suy nghĩ, tâm tư như thế nào, và đã được Đức Phật Ngài cảm hóa bằng một cái thời pháp, và cuối cái thời pháp Đức Phật Ngài đã đúc kết thành một cái câu Kệ Ngôn để tóm lại những cái ý chính. Thưa quý vị, rằng câu Kệ Ngôn Pháp Cú 348 này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại chùa Vê Lú, chùa Trúc Lâm, Vê Lú Văn Á, đề cập đến một cái vị công tử tên là Ukkasena. Và cái danh từ tên riêng Ukkasena này ở trong từ điển Pali Proper Name có đề cập đến rất là nhiều vị, kể cả có một cái vị vua tên là Ukkasena. Cái vị công tử Ukkasena này là một người con ở trong gia đình, một trong gia đình triệu phú, trưởng giả trong thành Gajagaha, thành vương xá. Ở trong chú giải thì không có đề cập đây là vị này là con một hay là có nhiều anh em trong gia đình. Nhưng mà câu chuyện xảy ra, nếu mà thật sự ra thì câu chuyện này ở trong thời hiện tại của mình á thì xảy ra cũng nhiều. Và để xem thử cái câu chuyện thời quá khứ ở trong thời Đức Phật và trong cái thời hiện nay chúng ta có giống nhau hay không. Câu chuyện nó xảy ra như thế này. Ở trong cái thời Đức Phật đó, ở tại thành Rajagaha, thành vương xá, thì đức vua có những tổ chức những cái ngày lễ hội, cụ thể là những ngày lễ hội gồm có những cái đoàn ca múa hát, những cái đoàn ca múa hát, và cũng có những cái đoàn phục vụ cho dân trong thành, đó là những cái đoàn xiếc. Những cái đoàn xiếc để phục vụ cho Đức Vua và dân trong thành. Thì sau những cái lễ hội như vậy, Đức Vua Ngài thưởng rất là trọng hậu. Và vì thế cho nên ngày càng ngày thì những cái đoàn ca múa hát kịch cũng như là xiếc biểu diễn nghệ thuật á càng ngày càng đông đảo. Và trong những cái đoàn biểu diễn nghệ thuật xiếc đó thì có một cái đoàn người cha là chủ của rạp xiếc, và có một cái cô con gái rất là giỏi tài nghệ về cái việc mà
giữ thăng bằng ở trên không, ở trên một cái vị trí ở trên cao, và có những cái vũ điệu ở trên vị trí ở trên cao, trên những sợi dây, trên những cái đòn cây, và giữ thăng bằng. Thì với cái hình ảnh đó làm cho nhiều người phải thán phục với một cái cô thiếu nữ còn trẻ, xinh đẹp và lại có cái nghề rất là điêu luyện. Thì trong những cái người mà hâm mộ như vậy thì có một cái cô cậu công tử tên là Úc Cá Xê Ná. Cậu cũng đi tham gia lễ hội, xem ca múa hát kịch, cũng xem nhiều cái đoàn xiếc, nhưng mà đặc biệt đến khi mà xem cái cô con gái của cái đoàn xiếc này biểu diễn đó, thì cậu công tử Úc Cá Xê Ná đem lòng thương nhớ. Vì thứ nhất là hâm mộ cái tài nghệ, và thứ hai là do cái duyên quá khứ. Một phần rất là lớn là do cái duyên quá khứ, khi mà gặp cái cô này thì đem ở lòng thương nhớ. Thì khi mà về nhà đó, khi mà trở lại về nhà đó, thì cậu công tử này không có màng đến cái việc ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà chỉ đem lòng thương nhớ, đem lòng thương nhớ cái cô thiếu nữ này. Cho đến đổi là ba mẹ hay là bạn bè có khuyên nhủ tới đâu, có giải thích, có tìm mọi cách để mà làm cho vơi bớt cái lòng thương nhớ, thương thầm trộm nhớ đó, nhưng mà chưa có tỏ bài. Nhưng mà cậu công tử này nói rằng nếu mà không cưới cô gái đó làm vợ được đó, thì thà chết còn hơn. Nhà si tình, rồi thương con quá, cho nên ông bà cũng chấp nhận. Đi đến rạp xiếc gặp ông chủ, tức là cha của cô thiếu nữ đó, để mà bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng mà ngặt một điều đó là cái cô thiếu nữ, cái cô con gái đó, đó là một cái diễn viên nghệ sĩ chính ở trong đoàn, trong cái đoàn xiếc. Và nhờ cô thì cái đoàn xiếc mới được nổi tiếng và nhiều người hâm mộ, cũng giống như là diễn viên loại A như vậy đó. Thì không thể nào mà gả cho một cậu công tử và đánh mất đi cái cơ hội nổi tiếng và giúp đỡ cái đoàn xiếc sinh sống. Thì trở về nhà, hai ông bà trở về nhà không có đính hôn, cầu hôn được. Thì cậu công tử Úc Kế Xê Ná lại càng buồn phiền hơn nữa. Ban đầu thì ba mẹ không cho cưới, mà bây giờ cho cưới thì lại là không có cưới được, người ta không có chấp nhận. Và cuối cùng thì cái ông chủ đoàn xiếc á, ông mới đề nghị nếu mà cô cậu công tử mà muốn cưới cô gái của ổng đó, thì một cái điều kiện đó là cậu công tử phải làm rể, phải ở rể, tức là đi theo đoàn xiếc luôn. Thì đối với cậu công tử đó, đó là cái chuyện rất là dễ chấp nhận, bởi vì được thỏa mãn cái lòng thương mến si tình của mình. Nhưng mà đối với hai ông bà trưởng giả thì phải nói là một cái điều khó xử, bởi vì gia đình danh gia vọng tộc mà có được cậu con trai mà đi cưới vợ mà ở rể nó thì coi như là mất rồi, không giữ được, không có dâu mà lại mất đứa con nữa. Đi nó đi theo đoàn xiếc thì phải trôi dạt nơi này nơi nọ, biết khi nào trở về thăm mình mà dạ nhà thương nhớ. Nhưng mà con giờ nó cũng muốn vậy rồi, ở nhà thì đòi sống đòi chết, bây giờ tính sao giờ. Cuối cùng thì hai ông bà cũng đành chấp nhận thương con, cho con đi cưới vợ, vợ rể. Thì câu chuyện đó nó chỉ nó không dừng ở chỗ đó, như giống như bây giờ chúng ta chuyện ở rể thì cũng có nhiều chuyện xảy ra.
cũng có nhiều gia đình cũng ở rễ, nhưng mà cái tình huống mà ở rễ đó nó có nhiều cái khó khăn. Ở trong trường hợp này đó thì cái cậu công tử Út Cá Xê Ná từ nhỏ đến lớn đó không có nghề, không có biết làm cái gì để mà sinh sống, mà chỉ sống phụ thuộc vào gia đình nuôi nấng. Khi mà ở rễ, tức nhất là ở trong cái đoàn xiếc đó, cần phải có cái sức lao động để mà sinh sống đó, thì cậu không biết làm cái gì hơn ngoài cái việc đó là chăn nuôi những cái con ngựa, con lừa, những cái con mà chở hàng quá. Rồi khi mà đến dựng rạp ở đâu biểu diễn đó, thì cậu làm những cái công việc phân vác chất đồ, có như là những công việc lặt vặt linh tinh. Và khi mà hai vợ chồng Son có được một cái đứa bé đầu lòng, thì lúc mà rảnh rỗi không có biểu diễn đó, thì cái cô người vợ đó mới ru con. Thì người vợ ru con bằng một cái kiểu hơi là chăm chọc cái người chồng, tức là con hãy nhìn xem, cha con không có nghề, không biết làm gì hết, chỉ có biết là chăn nuôi, chăm sóc những cái con vật, rồi biết khuân vác, chứ không có cái tài nghệ. Thì cái người cậu công tử nó lấy làm hổ thẹn, và với cái vị trí là đang ở rễ, cho nên cũng không có làm gì được, cũng không có thể nào mà lớn tiếng hay là trách móc được. Mà thật sự ở đây là một cái tình tiết phải nói là đáng khen cho cậu công tử. Cậu mới ngồi lại suy nghĩ, vợ mình có những cái câu ru con mà chiêu ghẹo như vậy, lý do tại sao? Thì khi mà ngồi suy nghĩ ngẫm nghĩ cho kỹ đó, cậu ta mới nhận ra một vấn đề, đó là vì vợ mình là diễn viên chính ở trong đoàn, thứ nhất. Thứ hai, vợ mình có tài sắc vẹn toàn, cho nên bây giờ mà mình muốn không cho vợ mình khi dễ đó, muốn cho vợ mình không còn chiêu ghẹo nữa đó, thì mình phải trở thành một cái nghệ sĩ giỏi như vợ mình hoặc là hơn nữa. Thì với một cái phước báo ở trong quá khứ, nhất là một cái người thông minh, sáng dạ, cậu công tử đã học nghề biểu diễn xiếc ở trên cao, trên những cái sợi dây ở trên cao, trên những cái tấm ván được lót ở trên những cái sợi dây trên cao. Thì không bao lâu cậu trở thành một cái nghệ sĩ chính ở trong đoàn, và có những cái vũ điệu, có những cái biểu diễn xuất sắc. Và khi đó thì chàng cậu công tử không còn bị khi dễ nữa. Nhưng mà đến lúc mà quay về, có dịp cơ hội quay về cái quê hương của mình, đó là thành Vương Xá Ra-cha-ca-há đó, thì với ý định đó là đem tất cả những cái tài nghệ của mình biểu diễn tại quê nhà. Cái tâm lý này thì thật sự ra nó cũng phổ thông thôi, ở đâu cũng được, nhưng mà khi mà về tới quê nhà đó thì có ba mẹ nè, có bà con, có xóm làng, có những người thân bằng quyến thuộc, có những bạn bè, thì lúc đó họ sẽ tự nhiên họ sẽ nhìn với một ánh mắt là đi cưới vợ bấy lâu nay làm được cái trò trống gì, hoặc là với cái tư thế đó là mình đi xa, mình về thì mình phải có một cái gì đó đặc biệt. Với tất cả những cái tâm tư như vậy đó, và với cái tài nghệ đã điêu luyện rồi đó, thì cậu công tử Út Cá Xê Ná đã thông báo rộng rãi ở trong thành là tổ chức một cái buổi biểu diễn hết sức là đặc biệt. Thì thưa quý vị rằng buổi biểu diễn sắp sửa bắt đầu, và quần chúng khán giả đến xem rất là đông.
Và trong cái ngày hôm đó thì Đức Phật Ngài cũng đặc biệt lưu ý đến những cái người hữu duyên với Ngài. Và cậu công tử Ukkasena này đã là cái người đã mà hữu duyên ở trong cái ngày hôm đó đối với Đức Phật. Thì Đức Phật và Chư Tăng bắt đầu lâm y khất thực, đi vào trong thành Rajagaha và cố tình đi ngang cái nơi mà cậu công tử Ukkasena đang tổ chức một cái buổi biểu diễn đặc biệt. Khi mà buổi biểu diễn chuẩn bị bắt đầu đó thì rất là phấn khởi, rất là háo hức, kể cả người biểu diễn và cái người xem biểu diễn, quần chúng hoan hô vỗ tay rất là đông đảo. Và cậu cũng một cái diễn viên xuất sắc đó, thì rất là phấn khởi, phấn khích. Nhưng mà khi hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng trì bình khất thực đi ngang cái buổi biểu diễn đó thì quần chúng và đông đảo, và người ta không có chú ý đến cái việc biểu diễn nữa, mà xoay ngang để mà chú ý đến cái đoàn Chư Tăng có Đức Phật dẫn đầu. Thì với cái tình tiết như vậy thì cái cậu Ukkasena là một nghệ sĩ đang ở vị trí chuẩn bị biểu diễn đó, thấy như vậy đó, tất cả mọi người bị lờ đi cái việc biểu diễn của mình đó, thì cảm thấy thất vọng, giống như là bị cục hứng như vậy đó, cảm thấy thất vọng và đang có buồn. Tổ chức ngày đêm để mà lo cho cái buổi biểu diễn hôm nay, nhưng mà cuối cùng bắt đầu, gần bắt đầu thì lại không như ý mình. Và lúc đó thì Đức Phật Ngài hiểu, Ngài biết cái tâm trạng của cậu Ukkasena, và Đức Phật Ngài đã dùng cái cách khéo léo để mà gây chú ý kể cả quần chúng và cậu Ukkasena. Đức Phật Ngài đã nhắc nhở đặc biệt là Ukkasena về cái việc mà buông bỏ. Và cuối cái buổi sắp tấn, cái thời pháp ngắn ngủi đó, thì Ukkasena phải nói là một cái nhân duyên hết sức là đặc biệt, ba la mật đầy đủ. Khi mà Đức Phật Ngài đã nói đến cái việc mà buông bỏ thì tự nhiên Ukkasena lãnh ngộ được, hiểu được ý của Đức Phật. Và từ vị trí chỗ biểu diễn đó, Ukkasena đã liễu ngộ, lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Và đây là một cái tình tiết rất là hay, nếu mà chúng ta có thể ghi lại, chú ý để mà nhớ. Đây là một trong những cư sĩ đắc quả A-la-hán trước khi xuất gia. Chúng ta có những cái trường hợp đắc quả A-la-hán trước khi xuất gia, ví dụ như là Ngài Vua Cha Tịnh Phạn Vương chứng đắc A-la-hán trên giường bệnh. Rồi ông Bahiya trên đường tìm y để mà xuất gia thì bị con dạ xoa với hình hài là con bò cái hút chết, cũng là cư sĩ A-la-hán. Và đây là cũng một trường hợp cư sĩ A-la-hán, cậu công tử Ukkasena. Và khi đã là một cái vị thánh nhân rồi đó, thì Ukkasena liền trở xuống, không có biểu diễn tiếp tục, đến đảnh lễ Đức Phật và xin được xuất gia. Và lúc này Đức Phật Ngài đã cho Ukkasena xuất gia bằng cái cách là ehi bhikkhu thiện lai tỳ kheo. Cái cách này thì sử dụng xuất hiện rất là nhiều ở trong đầu của Phật giáo, tức là những cái vị có hữu duyên và có phước báo dân y bắt ở trong thời quá khứ. Khi mà có cái nhân duyên gặp Phật ra đời, gặp giáo pháp, ngộ được giáo pháp và xin xuất gia với cái ehi bhikkhu, thì y bác tự xuất hiện, tự rùng trở thành người cư sĩ, trở vị tăng tướng tốt đẹp.
về và vị Úc Gái Sinh theo Đức Phật và Chư Tăng. Tiếp nữa, Sinh Á có khi xuất gia đó, đặc biệt là người chồng xuất gia là không có hỏi ý, không hỏi ý kiến, không cần hỏi ý kiến, không cần hỏi ý kiến khi xin đi xuất gia. Và với cái hiện diện của Đức Phật và Chư Tăng ở đó thì không ai dám cản đâu, vì Đức Vua ở trong thành Rajakaha là một người, cho nên mà người đi xuất gia hay là Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài tế độ ai thì dân chúng không ai dám đụng tới hết. Dân chúng không ai dám đụng, ngay cả cái người vợ của Úc Gái Sên Á có chứng kiến, có can ngăn, có tức tối hay là có phiền não như thế nào nữa cũng không dám can. Thì Úc Gái Sên Á về chùa Phật. Cái câu chuyện nó còn khá dài. Khi mà trở về thì Chư Tăng cũng bàn tán, cũng xôn xao, tại vì cái sự kiện nó xảy ra quá đặc biệt. Và khi mà Đức Phật ngày nghe thì ngày hỏi, và theo sự yêu cầu thì ngài cũng kể lại cái duyên quá khứ của hai vợ chồng này. Tại sao một cái điều đó là một cái chàng công tử Úc Gái Sên Á, công tử con nhà giàu, học giỏi con nhà giàu ha, đẹp trai, học giỏi con nhà lại đi nhận cuộc sống trôi nổi với một cái nghề, đó là cái nghề xiếc, không cái nghề biểu diễn, nghệ sĩ xiếc, nghề chê trách, nhưng mà với một cái cuộc sống thay đổi như vậy đó, thì có phải chăng tình yêu của Úc Gái Sên Á đã đánh đổi tất cả? Thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Tình yêu đối với người si tình á, thì có thể đánh đổi tất cả, nhưng mà thật sự ra đó, khi mà sống chung chạ với nhau thì cái việc mà si tình hay là cái tình yêu đối với vợ chồng con cái đó, nó không đủ sức để mà đánh đổi cái cuộc sống. Nhưng mà do là cái duyên quá khứ, hai cái vị này, hai vợ chồng Úc Gái Sên Á đã từng gặp nhau, đã từng là vợ chồng và đã từng cùng nhau phát nguyện với một cái vị Phật quá khứ là ngài Kassapa. Khi mà hai vị này có cái tâm đạo đó, đi cúng dường mà gặp Đức Phật đó, thì cúng dường thực phẩm đến Đức Phật và nguyện, nguyện đó là sau này sẽ chứng đắc và lãnh ngộ những cái điều mà ngài lãnh ngộ, một cái câu nguyện, nguyện giải thoát với một cái cách thức khác. Thay vì chúng ta nguyện đó là nguyện phước báo mà chúng con đã tạo, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai, hay là chúng ta nguyện do trực phước báo mà chúng con đã làm, hãy là duyên lành để giác ngộ niết bàn. Thì hai vị này lại nguyện đó là nguyện cho con trong tương lai liễu ngộ, lãnh ngộ giáo pháp giống như ngài. Một cái câu nguyện cũng khá là đặc biệt, và cái câu nguyện này thì cũng thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở trong kinh điển. Và sau khi kể được cái nguyên nhân đó thì ít lâu sau, cái người vợ đó, cái người vợ của sư Úc Gái Sên Á từng là chồng đó, thì cái người vợ này cũng tìm đến chùa, cũng tìm đến chùa, và thấy mình, chồng mình xuất gia như vậy, thì nàng lại có một cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ thông của những cái người, tại vì hai người này đã có cái nhân duyên quá khứ và cùng chung cái ước nguyện giải thoát, cho nên nàng suy nghĩ một cách rất là lạ. Nàng nghĩ rằng chồng á, chồng của ta đã thực hành, đã đi theo con đường nào thì ta là vợ ta sẽ đi theo và thực hành theo con đường đó. Và chính vì cái suy nghĩ này, nàng đã xin Đức Phật gia nhập vào trong ni chúng, và với cái công phu thực hành chẳng bao lâu nàng cũng
chứng được quả vô lậu a la hán đạo a la hán quả, một cái kết quả rất là mỹ mãn. Hai vợ chồng đều xuất gia và đã đều đạt định được cái kết quả a la hán đạo a la hán quả, không còn phiền não, không còn sanh tử luân hồi. Một cái kết cục rất là đẹp, rất là đẹp. Và thông qua câu chuyện này thì có những cái điều mà chúng ta thấy rất là bình thường trong xã hội, tức là một cái người si tình và chấp nhận cuộc sống bấp bênh để mà đeo đuổi cái cuộc tình đó. Và nếu mà Đức Phật này không có xuất hiện, không có xuất hiện đúng lúc, hay là không có vị nào thầy, vị sư nào mà khai mở đúng lúc đó, thì cái cuộc tình này hay là cái mối luân hồi của hai vợ chồng này vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà mai thai khi mà gặp Đức Phật là cái vị thiên nhân sư, cái vị mà hiểu rõ điều ngự trượng phu, cái vị hiểu rõ tâm tính, nhân duyên quá khứ của từng chúng sanh, và Ngài đã điểm hóa những cái lúc hợp thời hợp đạo, thì hai vợ chồng đã đạt được những cái thành tựu rất là tốt đẹp. Và trong cái ý nghĩa của câu 348, bỏ quá hiện vị lai, quá đây là quá khứ, bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng lại sanh già. Cái việc mà Đức Phật này muốn nhấn mạnh nhắc nhở cho Ukkasena hay là cho chúng ta bây giờ đó, là cái việc mà không có mong cầu hay là bám víu hay là nuối tiếc ở trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Không có mong cầu ở trong cái quá khứ, trong cái tương lai mình sẽ trở thành cái gì, mình được cái gì. Không có nuối tiếc hay là hối hận ở trong cái thời quá khứ, chúng ta chưa làm cái gì, chúng ta đã làm cái gì. Và không có bám víu ở trong cái thời hiện tại, tức là cố chấp hay là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, hãy buông bỏ, hãy buông bỏ. Ở trong câu 348 này, thật sự ra chúng ta có thể đúc kết một cái bài học cho chính bản thân mình, đó là cái sự buông bỏ. Cái sự buông bỏ ở đây cái sự buông bỏ ở đây, ở trong thế gian xã hội đó, thì chúng ta chỉ thông thường chúng ta chỉ hiểu là sự buông bỏ của cái việc mà xấu, ác. Nhưng trong Phật giáo phải được nhắc đến, đó là sự buông bỏ cả cái tốt và cái xấu. Quý vị còn nhớ đến cái chiếc bè được ví dụ là những cái pháp nâng đỡ, giúp đỡ cho một cái người Phật tử, một cái người tu hành để mà qua bờ sông giác ngộ. Những cái pháp nâng đỡ đó cũng phải buông bỏ. Nó chỉ là chiếc bè giúp chúng ta qua sông thôi. Ở đây cái việc mà buông bỏ cái việc xấu ác đó, thì tùy mỗi người sẽ có một cái bài học cho riêng mình, tùy theo cái thời gian chúng ta trải nghiệm trong xã hội. Và người nào có nhiều cái kinh nghiệm thì người đó bớt đau khổ. Buông bỏ ít thì hạnh phúc ít, buông bỏ nhiều thì hạnh phúc nhiều, buông bỏ tất cả thì hạnh phúc vô lượng vô biên. Cái việc này thực sự ra đó là chúng ta có thể gọi là kỹ thuật ở trong cái việc mà điều tiết cái tâm lý. Bởi vì nói cho cùng á, cái việc mà hạnh phúc hay đau khổ nó chỉ dựa trên cái giác quan thôi. Nói cho cùng nó chỉ dựa lên giác quan, hoặc là chúng ta nói là có thể nói ngắn hơn nữa, đó là thân tâm này thôi. Làm cách nào để mà buông bỏ cái thân tâm? Mỗi khi chúng ta trước khi ngủ và là chúng ta trước khi thức dậy, chúng ta có một cái tâm thái tinh thần thoải mái, đó là chúng ta là người tu hành rồi đó. Chúng ta biết tu rồi đó, chứ không cần là phải
chúng ta phải như thế nào chúng ta mới gọi là tu, mà làm sao mà trước khi mà chúng ta lên giường ngủ mà chúng ta có một cái tinh thần thảnh thơi, không có bị quá là mệt mỏi, và chúng ta thức giấc chúng ta có một cái tinh thần sảng khoái, chứ không phải là mở mắt ra là bao nhiêu chuyện nó ùa về, mở mắt ra là coi như chưa kịp bước xuống giường đó là trong đầu bao nhiêu việc đó nó đã vận hành ở trong đó, bao nhiêu buồn phiền nó lại kéo về, thì như vậy là chúng ta chưa có biết tu, chưa có biết buông bỏ. Còn cái việc mà cái tốt, tại sao chúng ta phải buông bỏ, nghe thì không có lý, nhưng mà chúng ta hãy suy nghĩ kỹ. Cái việc mà làm điều tốt hay là phước báo ở trong đạo Phật của chúng ta hay dùng đó, cái việc nhắm đến của chúng ta đó là cái việc buông bỏ. Buông bỏ thì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta làm điều tốt, mà chúng ta làm phước, mà chúng ta nhắm đến cái việc mà hưởng, cầu cái tốt đó, hay giống như là cái việc mà làm ơn mà đợi người ta đáp ơn đó, đền ơn đó, thì cái hiểu đó, cái mong cầu đó làm cho chúng ta không có được hạnh phúc. Hạnh phúc sơ sơ thôi. Cái việc mà làm điều tốt, điều thiện mà cái tâm vô cầu. Ở vô cầu ở đây nói cho rõ đó là cái tâm lý buông bỏ cái pháp đối nghịch, giống như là bố thí là phước cúng dường. Chúng ta buông bỏ cái việc mà bổn sẻn sang tham thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn như bố thí cúng dường mong trúng số, hay là mong được người quý nhân phù hộ, mong ra đường gặp tiền rớt, hay là có người giúp đỡ, thì cái việc mong cầu như vậy đó, nếu như được thì chúng ta cảm thấy là vui vẻ, còn không được chúng ta cảm thấy là ôi cái việc làm phước làm thiện nó không có kết quả. Thì như vậy cái việc tốt cần phải buông bỏ là buông bỏ cái pháp đối nghịch. Giống như là cái việc mà chúng ta giữ giới sát sanh, không phải là chúng ta mong cầu trường thọ, không phải là chúng ta mong cầu được không có bệnh tật, đó là cái kết quả thôi, không mong cầu cũng đến. Mà cái việc giữ giới sát sanh đó là chúng ta buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Cái tâm sân hận, cái tâm não hài, cái tâm hận thù, cái tâm ác độc, cái tâm mà đánh đập chúng sanh đó, làm cho chúng sanh đau khổ đó. À, đó là cái việc quan trọng trong cái việc làm tốt, cái việc làm thiện, buông bỏ. Thì chỉ có vài ý trong cái câu 348 này một học được rút ra trong cái việc xấu, việc tốt. Cái việc xấu phải nói là ở trong chùa đó thì nó cũng có những cái phiền não nhất định, nhưng mà ở ngoài xã hội nó nhiều hơn, nó đa dạng hơn, nó phức tạp hơn. Thì những người ở ngoài xã hội đó, những người có gia đình, có con cái đó, thì chúng ta phải đối diện rất là nhiều thứ. Và cái thứ giết mình nhiều nhất, làm hại mình nhiều nhất, và có thể nó là một cái mầm bệnh trong xã hội lớn nhất hiện nay, đó là cái áp lực. Cái áp lực bởi công việc, áp lực bởi gia đình, áp lực bởi cái quan hệ trong xã hội. Những cái áp lực đó làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Và cái áp lực đó làm cho tăng xong huyết áp. Cái áp lực làm cho tai biến, đột quỵ. Những cái áp lực đó nó là cái mầm bệnh, kể cả thân và tâm. Thì làm sao mà mình giải quyết được cái áp lực đó? Đó là chúng ta đang đi đúng hướng, đang đi đúng hướng. Thì mỗi người mỗi cái kinh nghiệm để mà giảm bớt áp lực. Kinh nghiệm xã hội nó khác với kinh nghiệm Phật giáo. Giống như là mỗi một lần mà sân hận, nóng nảy thì người ta chỉ đó là uống một cái ly nước và uống từng ngụm.
nước thì nó mát, và khi mà uống từng ngụm như vậy thì cảm giác nó là cái việc mà cái thân của chúng ta nó cũng mát mẻ, và cái tâm từ từ nó cũng dịu xuống. Đó là cái mẹo, đó là cách thức xã hội. Thì cũng như vậy đó, chúng ta càng nghe nhiều, học nhiều, càng học hỏi kinh nghiệm được nhiều người, thì đối với những cái việc mà áp lực ở trong công việc xã hội gia đình thì chúng ta có cách giải quyết. Và đương nhiên đó là chỉ giải quyết trên cái mặt mặt nổi thôi, cái bề nổi, bề nổi thôi, ở trên hoa lá cành thôi. Còn mà gốc rễ tận gốc thì chúng ta cần phải tìm hiểu về sâu sắc về những cái đạo lý, do đâu, nguyên nhân tại sao có cái áp lực đó, và cái nguyên nhân sâu xa tại sao mà cũng một câu chuyện đó, nhưng mà người thì bình thường, nhưng mà cũng câu chuyện đó thì người thì lên máu. Nó còn cái nguyên nhân sâu xa đó nữa. Thì cái nguyên nhân sâu xa đó là bắt buộc là mình phải tìm hiểu, tìm hiểu đạo lý, tìm hiểu về Phật giáo, tìm hiểu về những để chúng ta cái của những trong đó, mong được kịp sống hiện tại này. Còn không thì chúng ta mong cầu cái hạnh phúc, mong cầu nó hạnh phúc. Nó giống như cái ví dụ giống như là cái việc mà khi mà trời mưa chúng ta thấy xuất hiện cầu vồng đó, cái cầu vồng, bảy sắc cầu vồng đó, thì thấy trước mắt nhưng mà đi hoài hay là chúng ta không thể nào sờ được nó. Thấy nó trước mắt nhưng ta không thể sờ được nó. Cứ mong cầu thì chúng ta sẽ gặp những cái khổ đau. Hãy biết buông bỏ ở trong từng cuộc sống, từng khoảnh khắc. Hãy biết buông bỏ khi mà bị xếp la, xếp rầy. Hãy biết buông bỏ khi mà khổ đau. Thì ngay cả cái hạnh phúc mà cũng phải biết buông bỏ nữa. Tại vì cái cuộc vui nào nó cũng tàn, cuộc họp nào nó cũng tan. Mà chúng ta không biết cái buông bỏ ngay chỗ đó là chúng ta chỉ bị đau khổ. Giống như là sanh tử biệt ly, chúng ta không biết cái buông bỏ khi mà họp mặt vui vẻ sanh ra của cuộc đời này, thì chúng ta lại khổ đau, buồn phiền khi mà chúng ta chứng kiến cảnh biệt ly. Đó là những cái lưu ý, một số lưu ý trong cái qua cái câu kệ ngôn 348 này. Hôm nay thì thưa quý vị, có một cái điều kể cho quý vị được quan hỷ, tức là ở đây trên diễn đàn của chúng ta đó là hiện tại là 29 người, 29 cái nick thì có tạm tính là 29 người. Thì nhưng mà riêng với cái nickname Tỳ Khưu Tịnh Đạt thì thưa quý vị, hiện tại đây có là một tới tính luân sư là 6 người. Tính luân sư là 6 người. Các cô tu nữ và các cư sĩ trong chùa đó có hỏi sư là cái giờ thuyết pháp ở trên diễn đàn, để mà sẵn cái dịp này cũng tham dự, thay vì tham dự trên máy để mà đăng nhập vào, thì đến cái chỗ cái phòng của sư đó ngồi dự thính trong cái việc là học pháp luôn. Thì riêng cái nick của Tịnh Đạt đó là hiện tại là 6 người kể luân sư. Thì quý vị kể cho quý vị cùng quan hỷ trong cái việc mà diễn đàn của chúng ta càng ngày càng được cái nhiều cái vị quan tâm và học pháp, học đạo. Đó là một cái niềm, một cái tia tin tốt ở trong việc mà học pháp, nghiên cứu Phật pháp. Thì Tịnh Đạt cũng xin kết thúc cái buổi chia sẻ cái bài học hôm qua, câu kệ ngôn pháp cú 348 này. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Và kính chúc chư tăng và quý vị, toàn thể quý vị có được cái nhiều cái sự sức khỏe, nhiều cái tinh tấn và tiến bộ ở trong từng ngày, từng giờ, từng phút trong giáo pháp của Đức Phật.
Nam mô Phật Thầy nhé. Dạ, kính mời cô MC trở lại với diễn thuyết. Dạ, sa thu làm thầy. Dạ, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt Bất Từ Bi Hoan Hỷ và đồng đạo tràng Pháp Cú Kinh để thuyết giảng bài kinh Pháp Cú số 348 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Dạ, chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Dạ, một lần nữa con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ thay mặt chư đại đức tăng để chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Tha Giá. Con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Vato sapa mangalang rakhanto sape de vata sapa buddha anupavena sada sate pungantu te vato sapa mangalang rakhanto sape de vata sapa dhamma anupavena sada sate pungantu te vato sapa mangalang rakhanto sape de vata sapa sangha anupavena sada sate pungantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con sẽ được thành kính chân đại đức Minh Hạnh Từ Bi Hoan Hỷ chúc phúc cho rùm sau khi nghe pháp. Bát Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kệ kinh và thính pháp. Bát Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng. Ya thế và đa san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tha ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thing ka ron te tha vi ha ra man da le the ra cha ma cha na va ka cha phi kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Gamma cha de sa ni kama cha isara sapana puta sukhita pavantu te chala puja ye pichanda sampava sangseda cha tatavo papatika niya nikang dhamma varang pati cha te sabe piduka sakaron tu sang kayam ta tu chirang satang thammo thammatara japukala sangko ho tu samako va ataya ja hitaya ja amhe rakatu satthammo sabe pithamacharino vutteng sampapunayama Amma Ariya Pavedite Idang Vatano Punyang Asa Vakhaya Vahang Nipanasa Pakyayo Hotu Idang No Nyati Nang Hontu Sukhita Hontu Nyatayo Idang No Nyati Nang Hontu Sukhita Hontu Nyatayo. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Idang vatano punyang asa vakhaya vahang Nipanasa Pakyayo Hotu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, sau phần hồi hướng chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong room Pháp Cú Kinh chuyên đề Pháp Cú Kinh,
ngày hôm nay sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại đạo tràng để chúng ta sinh hoạt Phật pháp như thường lệ. Mong được sự an vui, sự tiến hóa, tiến tới sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Kha Giá. Kính chào tạm biệt và con xin được đóng rung.